Sơ chơi xe máy Trường Mỹ xin chào toàn thể các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì Sơ chơi xe máy Trường Mỹ xin lại giới thiệu với toàn thể anh em một số những cái món đồ chơi màu đen anh em nhé. Một số những cái món đồ chơi màu đen. Thì ngay trước mặt màn hình anh em đang nhìn thấy đây thì là một chiếc bắt cú màu đen này anh em này. Một bộ bắt cú màu đen anh em nhé. Thì hiện tại với cái sản phẩm bắt cú màu đen này mình đang bán với giá là 380.000 cho một bộ bắt cú như này anh em nhé. Ship về tận nhà cho anh em luôn. Đấy, và cái sản phẩm này thì cái cách lắp đặt như thế nào thì là bên shop đã có cái video hướng dẫn cho tất cả anh em rồi. Thì những bạn nào mà mua những cái sản phẩm này về mà các bạn chưa biết cách lắp đặt thì các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Đồ chơi xe máy Trường Mỹ để các bạn có thể truy cập vào cái kênh YouTube là Quy Black Vlog, thì là sẽ có những cái video hướng dẫn cho anh em về cách lắp bắt cú này anh em nhá. Tiếp theo nữa thì là giới thiệu với toàn thể anh em một cái tay phanh 6 số anh em nhá. Tay phanh gãy 6 số này. Đấy. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm của công ty Jackson Boy, của hãng Jackson Boy anh em nhá. Đó, nó là màu đen anh em này. Đó, ngày hôm nay thì shop quay cái video này chủ yếu hướng dẫn chia sẻ với tất cả anh em toàn bộ đồ chơi về màu đen anh em nhá. Ngày hôm nay là toàn những cái sản phẩm màu đen và không có sản phẩm nào màu khác ngoài màu đen. Được chưa? Tiếp theo thì đây là cái màu sần màu đen anh em nhá. Màu sần màu đen này. Thì cái màu sần này ấy, thì là nó có rất là nhiều những kiểu gắn lắp khác nhau, nhưng mà nó chỉ chia ra làm hai loại cụ thể. Một là các bạn khoan lỗ đấy, rồi hai là các bạn gắn keo, thậm chí là các bạn có thể buộc luôn cũng được đấy. Nhưng mà chủ yếu thì chúng ta sẽ làm theo cách gắn keo hoặc là khoan lỗ. Thì những bạn nào mà cẩn thận ấy, các bạn sợ mất thì các bạn có thể khoan cho mình hai lỗ bên này, sau đó là vít con ốc vào là nó sẽ rất là chắc chắn. Tất nhiên là về độ thẩm mỹ thì nó sẽ không đẹp bằng dán rồi, nhưng mà dán thì nói thật với các bạn là theo cá nhân mình ý, dán thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không được chắc. Anh em đi đường xa xa xôi, nắng mưa chẳng hạn là nó dễ bị bong bật cái này ra anh em nhá. Đấy, cho nên là anh em cách tốt nhất là anh em khoan hai cái lỗ vào đây, hai lỗ hai bên, sau đó thì anh em mình mua hai con ốc bảy màu ấy, hai con ốc titan anh em đính nó vào thì trông nó sẽ rất thẩm mỹ và đẹp hơn. Được chưa ạ? Rồi, giới thiệu với anh em là cái mặt nạ đen. Đấy, mặt nạ đen này thì là mặt nạ dành cho Way 29 anh em nhá. Chỉ có 29 thì chúng ta mới lắp được cái mặt nạ đen này. Đấy, mặt nạ kiểu SH kiểu này, còn những mặt nạ như đời 26, 25, 22, 28 là chúng ta sẽ không lắp được cái mặt nạ này anh em nhá. Đấy, mặt nạ SH này chỉ lắp được cho Way 27, 28, 29 là chúng ta lắp được mặt nạ này. Còn ngoài ra những đời Way khác không lắp được anh em nhá. Và cái giá của cái chiếc mặt nạ này hiện tại bây giờ shop mình đang bán là 240.000 cho chiếc mặt nạ này anh em nhá. Ở phần dưới đáy của nó thì sẽ có miếng xi như thế này, trông rất là đẹp và sang trọng. Đó, và chúng ta cùng qua những cái sản phẩm khác anh em nhá. À, cái bát biển số. Đây là cái bát biển số để chúng ta gắn biển lên. Được chưa ạ? Ở trên này thì là nó sẽ có cái đèn phản quang, khi mà đèn dọi vào có ánh sáng hắt vào thì nó sẽ sáng buổi tối để báo hiệu cho người đằng trước là có vật cản. Và cái hiện cái bát biển số này hiện tại bây giờ shop mình đang bán là 85.000 anh em nhá. 85.000 cho một cái bát biển số như thế này. Và những cái sản phẩm ngày hôm nay khi mà mình báo cho tất cả anh em là đều chưa có phí ship anh em nhá. Đấy, phí ship nó nhiều hay ít còn phụ thuộc là anh em ở gần hay ở xa nữa. Thứ 6. Chúng ta cùng qua phần sản phẩm thứ 6. Đây là cái tay nắm nhện hay còn gọi là Spider-Man. Đấy, tay nắm nhện này thì hiện tại bây giờ bên mình đang bán là 90.000 cho cái tay nắm này anh em nhá. 90.000 cho tay nắm này. Có thể nói là trong cái thời gian vừa qua đây là một trong những cái sản phẩm tay nắm bên shop mình bán rất là chạy, rất là nhiều về những cái mặt hàng sản phẩm như thế này. Bởi vì ngoài cái việc là anh em khi anh em sử dụng, ngoài cái tính năng thẩm mỹ của nó ra thì anh em cầm nắm cũng rất là êm. Được chưa? Anh em đi đường dài, đường xa, đường dài không bao giờ bị rát tay, cũng như là cái độ bám chắc của nó rất là tốt. Và cái sản phẩm này hiện tại bây giờ bên mình đang bán là 90.000 anh em nhá. Đó, chúng ta cùng qua đến sản phẩm. Sản phẩm thứ 7 của chúng ta đó là một chiếc một cặp cái đèn cái gương 5 cạnh 7 màu. À quên, gương 5 cạnh màu đen, xin lỗi anh em. Và bây giờ mình khui ra cho anh em xem luôn này. Đấy, gương 5 cạnh màu đen anh em nhá. Đấy, cứ nói đến số 5 lại nhớ đến số 7. Đây. Cho anh em xem thực tế cái sản phẩm này luôn. Đấy. Cái gương này hiện tại bây giờ shop mình đang bán là 170.000 một cặp anh em nhé. 170.000, 180.000 một cặp. Một cặp gương như thế này. Được chưa? Đó. Và cái khi mà anh em về lắp thì ở bên trong này nó sẽ có ốc sẵn nha anh em nhé.
nếu như anh em mua một túi một bộ như này là nó sẽ có một con ốc sẵn, một túi ốc sẵn như này để cho anh em lắp đặt đó. Cái tay sách màu đen, tay sách này cũng là tay sách của W29 anh em nhá. Đấy, tay sách của W29. Thì những anh em nào mà chán với cái việc là tay sách đơn điệu của cái xe theo xe zin ấy, zin theo xe, thì anh em có thể thay cho mình bằng một cái tay sách nai đen này. Nó tăng thêm cái độ thẩm mỹ cũng như là cái kiểu thiết kế của nó trông rất là đơn giản thôi nhưng vô cùng tinh tế và sang trọng. Đó, thì cái tay sách này hiện tại bây giờ shop mình đang bán đến tận tay anh em là 190.000 anh em nhá, 190.000 cho cái tay sách này, được chưa ạ? Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ và giới thiệu đến anh em đó là cái làn nhỏ bên trong sườn cánh yếm bên trái của anh em. Đấy, cái sản phẩm này thì cho W26-27. Đó, thì cái làn nhỏ này hiện tại bây giờ shop đang bán với giá là 60.000 cho một làn anh em nhá, 60.000 một chiếc làn nhỏ như này, được chưa ạ? Và những bạn nào mà hôm nay xem xong clip này mà đang có nhu cầu mua toàn bộ cái combo màu đen này thì anh em có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0968565623 để được đặt hàng cũng như là hỗ trợ tư vấn về những cái sản phẩm, về dịch vụ của bên shop mình anh em nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau.